câu chuyện kể về chuyện tình diêm vương vì theo đuổi cô vợ hồn ma lang thang mà không ngại dở thủ đoạn xảo quyệt để đem cô về làm vợ vạn ý là một hồn ma lang thang hiện đang làm việc bán thời gian ở dương gian gần đây còn tìm được một hộ gia đình tốt không có muôn thần giữ cửa cũng không có ông bà tổ tiên cư ngụ mỗi ngày cô đều lén lút đến nhà đó để ăn vụng đồ ăn sử dụng nhà tắm ngủ trên giường của chủ nhà dù sao thì đối phương cũng đâu thể nhìn thấy cô cho đến một ngày, cô đưa người bạn ma của cô đến nhà đó để ăn tối. Không ngờ là khi bạn cô nhìn thấy chủ nhà thì sợ hãi đến mức hét lên rồi lập tức bỏ chạy. Hóa ra trong một lần tình cờ đi lang thang, cô đã lọt vào mắt xanh của Diêm Vương. Ăn cũng đã ăn đồ ăn của người ta, ngủ cũng đã ngủ trên giường của người ta. Phe này đố cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Câu chuyện tình yêu thú vị hài hước hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube Nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh Để tim truyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Cô tên là Vãn Ý, là một hồn ma 18 tuổi, mất vào ngày mùng 7 tháng 8 nhưng do không nhớ được ký ức trước khi chết, nên mọi người thường hay gọi cô là Vãn Ý. Những hồn ma không biết lý do tại sao mình lại chết giống như cô, hoặc không nhớ bản thân là ai, thường được gọi là ma chết oan. Những hồn ma như vậy thì sẽ không có thân phận, không có người thờ cúng và cũng không được đi đầu thai chuyển kiếp. Ngay cả địa phủ cũng không thu nhận những hồn ma như bọn họ. Miễn là không vi phạm luật lệ của âm giới thì địa phủ sẽ để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Những hồn ma giã quỷ như bọn họ không có nguồn tài nguyên nào để sinh tồn ở địa phủ. Nếu muốn được tiếp tục tồn tại thì chỉ còn cách liều mạng làm công việc bán thời gian trên dương gian để kiếm sống. Ma quỷ vốn thuộc âm thế, dương khí ban ngày ở dương gian cực thịnh, rất dễ gây tổn hại cho ma quỷ. Cho dù ban ngày bọn họ có lẩn trốn ở những nơi tăm tối, ẩn trốn và ngủ thì vẫn có thể làm tổn hại đến hồn phách của bọn họ. Có điều vẫn còn một biện pháp khác ma quỷ cũng có bảy cảm xúc và năm giác quan. Cơn đói không thể lấy mạng được một con ma, nhưng đổi lại sẽ khiến cho bọn họ phải chịu đau đớn thống khổ. Đặc biệt là một hồn ma thích ăn uống như cô. Năm thứ hai khi làm ma, tất cả số tiền vạn ý kiếm được từ công việc bán thời gian đều dùng để mua thức ăn. Khi những ma nữ khác vung tiền mua sắm quần áo trưng diện, mang theo suy nghĩ quyến rũ những hồn ma có địa vị khác để nhận giấy kết hôn ở địa phủ, Tất cả những gì họ muốn là có thể sinh tồn ở nơi này. Còn về phần Vãn Ý, thời gian sinh hoạt cả ngày của cô chỉ toàn là, "Ồ, cái này ngon quá, cái này cũng ngon nữa." Ừ ừ, ngon quá, thật sự rất ngon. Tiểu Hạ, một người bạn ma làm việc cùng cô, luôn trêu rằng tất cả những gì cô có thể nghĩ được chỉ toàn là thức ăn, thậm chí còn không thèm đi quyến rũ mấy tên ma nam khác, đúng là uổng phí cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa này quá. Tiểu Hạ cũng từng nghi ngờ liệu có phải khi Văn Ý còn sống đã chết vì ăn quá nhiều hay không. Cô cảm thấy chuyện đó không đúng. Trong thất đầu, dường như cô vẫn còn nhớ được một số ký ức rời rạc mơ hồ. Trước khi chết, cô đã chảy rất nhiều máu, rất đau đớn. Chắc chắn cái chết của cô thê thảm hơn nhiều so với chết do ăn quá no. Văn Ý, tối nay tớ sẽ đi tìm bạn trai tớ. Cậu định sẽ tìm chỗ nào để ngủ qua đêm vậy? sau khi tan làm tiểu hạ hỏi cô vạn ý mỉm cười đáp nè không cần lo cho tớ đâu tớ có rất nhiều chỗ để ngủ cách đây vài ngày căn nhà hoang nơi cô và tiểu hạ từng sống đã bị chủ sở hữu dỡ bỏ rồi xây dựng lại thế nên hai người bọn họ chỉ còn cách tìm một nơi ở khác tối qua cô đã ngủ trong nhà vệ sinh bên ngoài của một ngôi nhà hầu hết mọi ngôi nhà trên dương gian đều có muôn thần và gia tiên Ma quỷ bên ngoài hoàn toàn không thể vào bên trong được. Tuy nhiên, có một số hộ gia đình lại sử dụng vệ sinh dùng chung được xây dựng bên ngoài. Những nơi này thường không nằm trong tầm kiểm soát của môn thần. Nhà vệ sinh có âm khí nặng, rất thích hợp cho ma quỷ. Chỉ là mùi ở đây thật là khó chịu. Tối nay cô phải tìm một nơi khác để ngủ thôi. Nhưng cô đã đi lang thang rất lâu, trời cũng bắt đầu hửng sáng nhưng không thể vào ngôi nhà nào được khi cô định ngủ dưới chân cầu vừa xoay người lại phát hiện ra một ngôi nhà còn đang sáng đèn là một biệt thự rộng có cả sân vườn lúc đi đến phát hiện ra nơi này không có môn thần giữ cửa thế là cô lén lút lẻn vào bên trong chẳng những không có môn thần mà ở đây cũng không có gia tiên vãn ý cô đã dẫm phải vận chó gì thế này có thể may mắn gặp được một gia đình tốt như vậy sao trong căn biệt thự rộng lớn có tiếng róc rách nhỏ phát ra từ trên lầu, giống như là tiếng nước chảy trong ống thoát nước. Vì tò mò, vạn ý hiên ngang đi lên cầu thang. Dù sao thì đây cũng là dương gian, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được cô. Đi lên trên tầng 2, trên đây có tổng cộng là 3 phòng. Cô đi xuyên tường và nhìn mọi thứ xung quanh. Cuối cùng cô lần theo âm thanh để đi đến căn phòng lớn nhất. Thông thường thì chủ nhà sẽ ở trong căn phòng lớn nhất thế nên đây chắc hẳn là phòng của chủ nhà rồi căn phòng được trang trí bằng tông màu xám nhạt chủ đạo phong cách tổng thể rất thanh lịch trên tường treo bức tranh vẽ bờ sông và một loài hoa với màu sắc rực rỡ không rõ chủng loại ngoài ra bên cạnh bức tranh còn có một chiếc đồng hồ treo tường trông khá cổ kính bên trong còn có một phòng thay đồ lớn một chiếc sofa lớn và một chiếc bàn hình bất đối xứng đặt phía trước một chiếc giường tủ lớn với sức chứa khoảng 5 người. Bên cạnh là chiếc tủ đầu giường, bên trên đặt một quyển sách và một chiếc điện thoại di động. Lúc này tiếng nước chảy róc rách lại vang lên lần nữa. xoay người lại cô thấy một căn phòng kỳ lạ làm bằng kính. Ừ, cũng không kỳ lạ lắm. dù không còn ký ức nhưng cô đã thấy các bức tường bên ngoài của một số cửa hàng được làm bằng loại kính này. ví dụ như ở các cửa hàng bánh ngọt, mỗi lần đi ngang qua cô đều có thể nhìn thấy được những món bánh hấp dẫn được trưng bày bên trong mà không cần bước vào cửa hàng. Không lẽ bên trong cũng có đồ ăn sao? Nhưng tại sao lại có tiếng nước chảy róc rách, ngắt quãng từ bên trong truyền đến? Điều này càng khiến cô vô cùng tò mò, thế nên cô liền đi xuyên tường vào căn phòng đó. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt của cô chính là dáng người rắn giỏi của một người đàn ông, làn da trắng không tì vết, rất hoàn mỹ. A! À, vạn ý vội vàng lấy tay che mắt lại, hét lên một tiếng rồi xoay người xuyên tường chạy ra ngoài hu 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 thì ra người đàn ông chủ nhân của ngôi nhà này đang tắm không nên khiếm nhã như vậy không nên khiếm nhã như vậy cô không phải là một con ma biến thái mặc dù không phải là một con ma háo sắc nhưng cô vẫn xoay người lại đi xuyên vào phòng tắm khi nãy hành động này của cô tuyệt đối không phải nhìn trộm người đang tắm bên trong đâu đột nhiên cô chợt nhớ ra là mình có thể tắm rửa ở đây thế nên cô muốn xem thử cách anh ta sử dụng vòi tắm như thế nào do không còn ký ức khi còn sống có rất nhiều thứ mới mẻ khiến cho cô phải học hỏi lại từ đầu tuy nhiên khi cô vừa vào bên trong thì người đàn ông kia đã tắm xong rồi anh ta mặc một chiếc áo khoác ngoài rộng màu trắng bước ra ngoài cô cũng đi theo anh ta ra ngoài cô không thể tắm được nếu như người đàn ông này ở trong phòng đột nhiên vòi nước đang khóa bất chợt mở ra bạn nói xem có dọa người hay không Việc ma quỷ vô cớ hù dọa những con người vô tội đã khép vào tội vi phạm luật lệ của địa phủ. Nhẹ thì bị tạm giam hoặc là phạt tiền, còn nặng thì sẽ bị tống vào tù và phải chịu thụ hình tra tấn. Người đàn ông bước đến phòng thay đồ, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một món đồ, cắm điện vào, âm thanh u u u vang lên. Anh ta còn lấy món đồ nhỏ đó rồi bắt đầu dùng nó thổi mái tóc của mình. Thì ra đây là máy xấy tóc, mà tiểu hạ từng nói bạn trai cậu ấy cũng có một cái ở nhà. Vì không có chút kiến thức nào, nên cô tò mò đứng sang một bên, nghiêm túc quan sát. Chỉ trong chốc lát, mái tóc của người đàn ông kia đã khô hẳn. Món đồ này thật sự hữu dụng quá chứ nhỉ? Anh ta cất chiếc máy xấy tóc đi, xoay người bước ra ngoài, cầm điện thoại lên, ngồi lên ghế sofa và bắt đầu nhìn vào nó. Bạn ý cũng đi qua bên đó. Nhưng cô không ngồi trên sofa mà ngồi trên chiếc bàn trước mặt người đàn ông. Mái tóc vừa mới được sấy khô của anh ta bồng bềnh và hơi rối tung, nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc đó. Đối phương thật sự rất đẹp trai. Nước da trắng ngần, sống mũi cao, hàng chân mày rậm tràn đầy khí khái, hốc mắt hơi sâu, độ dày môi vừa phải. Tổng thể ngũ quan trên khuôn mặt anh ta khôi ngô tuấn tú, thật sự có tác động mạnh mẽ đến thị giác cái đẹp. Hai, Vạn Ý thở dài, tiểu họa thường nói mình chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn không đi quyến rũ ma nam nhưng mình lại cảm thấy trước đây chưa từng đi quyến rũ ma nam là bởi vì những tên ma nam mình gặp đều quá xấu không có một ai đẹp trai bằng một nửa của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình thậm chí mình sẵn sàng vung tiền để lên đồ trưng diện cho bản thân để giành được người đàn ông này bàn tay đang lướt xem điện thoại của người đàn ông kia bất chợt ngừng lại cuối cùng thì cô cũng để ý đến chết tiệt chết tiệt đừng có nói là anh ta nhìn thấy được mình nha vạn ý sợ đến mức vội vàng đứng bật dậy này anh đẹp trai anh có nhìn thấy tôi không cô vẫy vẫy tay trước mặt anh ta nhưng sắc mặt của người đàn ông này lại không hề thay đổi cúi đầu tiếp tục nhìn vào điện thoại tuy nhiên cô đã cảnh giác hơn tại sao một hộ gia đình bình thường lại không có muôn thần hay gia tiên trừ khi đó là một gia đình không bình thường hoặc có thể là một gia đình không tin vào ma quỷ thần thánh nhưng là cái nào mới đúng không thể chắc chắn được nhưng cô sẽ thăm dò thử xem sao vạn ý đưa đầu của mình đến trước mặt của người đàn ông kia rồi bắt đầu làm mặt quỷ tôi là ác linh nếu như anh không chịu thành thật tôi sẽ nhân lúc anh ngủ mà ăn thịt anh đấy vạn ý làm mặt hung ác tiếp tục đe dọa tôi hung dữ lắm nha anh ta đặt điện thoại xuống cô nhất thời bị giật mình ngay khi chuẩn bị đối diện với anh ta thì đột nhiên anh ta đứng dậy đưa tay sờ bụng và nói đói bụng rồi đây là câu đầu tiên một người đàn ông này nói ra giọng nói mềm mại từ tính nghe rất êm tai nói xong thì anh ta xoay người đi ra ngoài vạn ý cũng đi theo sau người đàn ông kia đi xuống lầu vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy mấy món nguyên liệu ra có vẻ như anh ta thật sự không thể nhìn thấy cô trong khi người đàn ông đó đang nấu ăn thì cô nhanh chóng quay trở lại phòng tắm mở van vòi nước lên, tiếng nước chảy ào ào phát ra. Cột nước chảy thẳng đứng, nước đổ xuống rất lớn. Cô nhanh chóng tắt van nước đi. Không đúng, lúc nãy khi mình vào đây, rõ ràng là nước chút xuống như mưa xuống đầu của người đàn ông kia mà. Sau khi nghiên cứu một lúc, cô tìm thấy một van nước có thể mở ra. Cô vặn một phần mở van nước. Ào, đột nhiên nước từ đâu ra chút xuống đầu cô. Mình thông minh quá đi. Lần này thì đúng rồi, nhưng đổi lại cả người cô bây giờ ướt sũng. Trùng hợp là mình cũng đã mặc bộ quần áo này 3-4 ngày rồi, chỉ bằng bây giờ đem nó đi giặt luôn nhỉ. Vạn ý tận hưởng cảm giác tắm trong phòng tắm như đang đắm mình dưới một cơn mưa lớn. Sau khi tắm xong, cô đem quần áo đi giặt, kể cả nội y. Người đàn ông kia vẫn chưa về phòng nên cô đem quần áo ra ngoài ban công phơi, sau đó cầm theo nội y chạy vào phòng thay đồ. Cô mở ngăn kéo, Lấy máy sấy tóc ra để hong khô nội y Sau khi mặc lại đồ Thì lấy máy sấy khô tóc Mái tóc của cô đen dài mượt ngang vai Dày vừa phải Khuôn mặt của cô trông em bé Nước da thì trắng Khi còn sống cô luôn để mái tóc dài thẳng Để phù hợp với khuôn mặt của mình Tiểu hạ nói Kiếp này cô không hợp làm ác quỷ Bởi vì trông cô quá dễ thương và ngọt ngào Nhưng cô cũng không muốn trở thành ác quỷ ngoại trừ việc thỉnh thoảng lén vào phòng vệ sinh của nhà người khác để ngủ ra, thì cô chưa làm điều gì xấu xa cả. Ngay cả hộ gia đình tốt như nhà này, cô lén lút sử dụng trộm phòng vệ sinh của chủ nhà, còn lén dùng máy xấy tóc của anh ta. Cô không làm hại đến chủ nhà. Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng động, vạn ý nhanh chóng tắt máy xấy tóc, rồi cất nó lại vào trong ngăn tủ. Tuy nhiên, khi cô đi ra khỏi phòng thay đồ, thì người đàn ông kia cũng quay trở lại phòng đúng là có tật giật mình cô giữ người trong giây lát có hơi lo sợ nhưng đối phương không hề dừng bước đi ngang qua cô mà không hề ngoảnh lại vậy là đúng rồi anh ta không thể nhìn thấy mình vạn ý vui mừng mỉm cười người đàn ông đi vào phòng tắm do anh ta không đóng cửa phòng tắm nên cô đi theo vào bên trong anh ta đang đánh răng vạn ý cũng có một chiếc bàn chải đánh răng mang theo trong hành lý nhưng cô đã giấu chúng trong bụi cây rồi chỉ là loại kem đánh răng mà cô dùng là loại rẻ tiền, được bán ở địa phủ và dương gian. Còn loại kem đánh răng của người đàn ông này lại trong suốt và có màu xanh lá nhạt. Cô cúi đầu xuống ngửi thử, nó có mùi thơm. Đợi đến ngày mai sau khi ta làm, cô sẽ xách theo hành lý của mình đến đây. Cô muốn dùng thử loại kem đánh răng của người đàn ông này. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh ta quay trở lại phòng ngủ, lên giường cầm điện thoại Cô đi đi lại lại trước mặt anh ta, thậm chí người đàn ông này còn không chớp mắt lấy một lần. Ha ha ha, anh ta thực sự không thể nhìn thấy mình, anh ta thực sự không thể nhìn được mình. Vạn Ý hào hứng nhảy lên nhảy xuống trước mặt anh ta. Đến khi nhảy nhót chán rồi, trên người cô lúc này chỉ đang mặc một bộ nội y nhỏ, nằm trên giường bày ra tư thế mê hoặc trước mặt người đàn ông kia và nói: "Ngủ trên giường lớn thoải mái thật, lại có thêm một anh chàng đẹp trai thu hút ánh nhìn nữa." Người này đích thị là một con cú đêm. Anh ta cứ chăm chú nhìn điện thoại khá lâu, nhưng không có vẻ gì là buồn ngủ cả. Cô cũng không cảm thấy buồn ngủ. Những ma quỷ vất vưởng trên dương gian như bọn họ chỉ có thể tự do đi lại vào ban đêm, thế nên hầu hết thời gian ban ngày đều dành cho việc ngủ. Anh ta đang xem cái gì vậy nhỉ? Vạn ý ngồi dậy, tiến lại gần anh ta, lướt nhìn chiếc điện thoại. Tại sao anh ta không xem tivi? Cô nằm bên cạnh, bắt đầu thấy hơi buồn chán rồi. Người đàn ông kia lại bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Sau khi quay lại, anh ta mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy máy tính bảng ra rồi mở một bộ phim lên. Anh ta lấy một chiếc gối hình chữ nhật lớn kê trên đầu giường rồi tựa lưng vào. Sau đó lấy một cái giá đỡ chiếc máy tính bảng, bắt chéo chân. Bạn ý vô cùng vui mừng, lập tức bò dậy, đến bên cạnh anh ta cùng xem phim. Cô ngồi bên cạnh, nghiêng đầu xem Nhìn cái chân bắt chéo của người đàn ông ngồi bên cạnh mình, cảm thấy còn có khoảng trống, đây là vị trí tốt nhất để ngồi xem phim. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai của người trước mặt mình, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, cô chỉ lưỡng lự một lúc, sau đó vẫn bò vào lồng ngực của đối phương. Anh ta ngồi tựa lưng vào đầu giường, còn cô thì ngồi trong vòng tay của anh. Vóc người của người đàn ông này cao lớn, cô ngồi trong vòng tay của anh ta, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Cô bạo gan tựa vào lồng ngực của anh Phần gái tựa vào khuôn ngực rắn chắc và gợi cảm của anh Rồi cùng xem chung một bộ phim Mặc dù đang xem một bộ phim hài Nó khá buồn cười Nhưng người đàn ông này lại không hề có một chút động tĩnh nào Trong căn phòng chỉ vang vọng tiếng cười ma quỷ của cô Ha 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 Cô rất ít khi cười Bây giờ lại đang làm ổ trong lòng của một người đàn ông Cười như một con ngốc Cũng đâu có sao Bởi vì anh ta đâu thể nhìn thấy được cô sau khi xem xong bộ phim, người đàn ông chuẩn bị đi ngủ. Vạn Ý hơi tò mò, không biết nghề nghiệp của người này là gì. Sáng sớm mới đi ngủ thì mấy giờ mới đi làm? Chẳng lẽ là đang nghỉ phép? Thôi quên đi, đây đâu phải là chuyện một con ma ngoài cuộc như cô nên lo chuyện bao đồng. Trời dạng sáng, dù không có tiếng gà gáy, nhưng chiếc đồng hồ trên tường đã điểm đinh đinh lúc 6 giờ sáng. Dèm cửa nhà này khá dày, có ba lớp, cản ánh sáng cực kỳ tốt. Ánh sáng mặt trời là mối nguy hại cho ma quỷ. Xem ra ngôi nhà này rất thích hợp với cô. Vạn ý hớn hở giúp người vào trong chăn của người đàn ông nằm bên cạnh mình. Cánh tay của anh ta duỗi tự nhiên về phía mép gối. Cô miễn cưỡng tựa đầu lên cánh tay của anh. Chỉ là khi ngủ, cô thường mặc đồ ngủ, nội y bên trong khá gỏ bó. Thế nên cô cởi nó ra luôn, rồi chui lại vào trong chăn. Người đàn ông nằm nghiêng người sang một bên, cô cũng vậy ngước mắt lên cô đối diện với khuôn mặt điển trai trước mặt mình trong lòng có hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ lại đến chuyện anh ta không thể nhìn thấy mình cô không còn thấy sợ nữa cô tựa người vào lồng ngực của anh hô hấp nhẹ nhàng cảm nhận được trên người của anh có một mùi thơm dịu nhẹ điều kỳ lạ hơn nữa là càng đến gần người đàn ông này thì cả người cô càng thấy thư thái dễ chịu nằm bên cạnh anh cô có cảm giác như đang nằm trong nhà vệ sinh của con người vậy khí có thể nuôi dưỡng ma quỷ. Lần này thì vạn ý có một giấc ngủ rất ngon. Đến khoảng 4 giờ chiều, khi người đàn ông thức dậy thì cô cũng tỉnh giấc theo. Anh ta thay quần áo, cô cũng mặc lại quần áo của mình. Sau khi rửa mặt xong, người đàn ông kia lấy cây bàn chải đánh răng của mình vứt vào thùng rác bên cạnh. Tiếp đến mở ngăn kéo tủ bên dưới, lấy ra một lượng lớn bàn chải đánh răng, chọn một cái màu đen rồi sử dụng nó. Tắm rửa xong anh ta đi ra ngoài, Nhìn số lượng lớn bàn chải đánh răng, cô bèn lấy trộm một cái màu hồng phấn. Cô là một hồn ma, những thứ mà ma quỷ sử dụng trên thực tế không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng của con người. Nếu không thì tại sao con người khi tảo mộ, cũng những món như là bánh bao hấp thịt, cùng với vô số những món ngon khác, sau khi cúng xong vẫn có thể ăn được những món đó. Dĩ nhiên là quỷ ăn quỷ, người ăn người. Kem đánh răng của chủ ngôi nhà này thực sự rất thơm, lại còn có cảm giác màn mát mát. Văn ý với tay lấy cái chai mà anh ta dùng để rửa mặt, bóp ra một chút, học theo động tác anh ta làm khi nãy, vẩy nước làm ướt mặt của mình, tạo bọt trong lòng bàn tay, sau đó xoa xoa lên mặt, lặp lại mấy lần, cuối cùng rửa mặt thật sạch với nước. Thoải mái quá, thoải mái quá, thật là dễ chịu quá. Người đàn ông đang nấu ăn ở tầng 1. Màn hình TV treo thường trong phòng khách đang mở, TV đang chiếu một bộ phim, bên góc trái màn hình có ghi là anh hùng Dạ Điêu. Thật sự trong chuyện này có điểm khá kỳ lạ. Mặc dù không còn ký ức khi còn sống, nhưng cô vẫn nhận biết được mặt chữ. Cô ngồi trên ghế sofa và bắt đầu xem TV. Sau khi tập phim kết thúc, người đàn ông kia đi đến rồi mở rèm trong phòng khách. Cô nhanh chóng chạy đến trong một góc nhà bếp để trốn. Người đàn ông dọn các món ăn lên trên chiếc bàn đặt trong phòng bếp. Cô là một hồn ma không còn ký ức và là một cô hồn dã quỷ nghèo khổ. Cô không biết những món ăn đó là gì có cá, có thịt, có rau, có canh, tổng cộng có ba món một canh. Anh ta mở nắp nồi, cô thử nhìn thoáng qua, có rất nhiều đồ ăn. Cô không nghĩ là người đàn ông này tự mình nấu hết mấy món ăn này đâu. Bàn tròn trong nhà bếp có hai lớp, lớp trên cùng được làm bằng kính tròn, có một vòng tròn bên dưới, hình như có thể xoay được. Người đàn ông bày hết tất cả bát đĩa đồ ăn ra trước mặt rồi bắt đầu ăn. Người thấy mùi thơm của đồ ăn cô bắt đầu cảm thấy đói bụng do tò mò cô thử đưa tay ra ấn nhẹ vào lớp trên cùng rồi kéo nó đi quả nhiên là có thể di chuyển được chỉ là chuyển động nhỏ sẽ không khiến anh ta kinh sợ ăn xong người đàn ông lấy ra một thứ trong suốt như chiếc dù sau đó đậy lại những món ăn còn chưa ăn hết nhìn chăm chăm vào những đĩa thức ăn được bọc lại cô muốn ăn chúng quá đi nhưng cô vẫn chưa dám ra tay sợ làm kinh động đến anh ta người đàn ông đi lên lầu một lúc sau mới đi xuống anh ta mặc đồ vét đầu tóc được trải chuốt cực kỳ điển trai vẻ ngoài toát lên khí chất của giới thượng lưu ngọc thụ lâm phong anh tuấn ưu nhã anh đi làm sao vạn ý đi đến sảnh trước phòng khách nhìn anh ta mang giày ra lấy chìa khóa xe từ trên tủ đựng giày người đàn ông mở cửa chuẩn bị rời đi cô tiến lên phía trước vẫy vẫy tay với anh và nói tạm biệt nha anh trai tôi sẽ đợi anh về nhà dù anh ta không thể nhìn thấy được cô, nhưng cô vẫn muốn biểu đạt tâm ý của mình. Mình thực sự là một hồn ma nhiệt tình mà. Là một người có tâm hồn ăn uống, cô không thể cưỡng lại được nên lén lút ăn vụng đồ ăn của chủ nhà. Tài nghệ nấu ăn của người đàn ông này thật sự rất tuyệt, những món ăn anh ta nấu thậm chí còn ngon hơn mong đợi của cô. Sau bữa tối, cô mở tivi nhà anh ta lên xem, tuy nhiên lại không dám chuyển kênh, nhỡ như cô chuyển sang kênh khác rồi quên không trả lại về kênh cũ. Khi chủ nhà quay về phát hiện có điều khác thường thì phải làm sao? May mắn là bộ phim Anh hùng dạ điêu vẫn được phát sóng trên kênh này, hết tập này đến tập khác. Cô bị rung động trước tình yêu ngọt ngào của tiểu long nữ và dương quá. Trước khi cô kịp nhận ra thì bên ngoài trời đã sập tối. Một số quảng cáo dược phẩm đang được phát. Cô không thích xem những thứ này, bèn tắt tivi, đứng dậy vươn vai. Ở đây không có môn thần, nhưng có đồ ăn ngon, có giường lớn, có một anh chàng đẹp trai, lại thêm một chiếc tivi cỡ lớn. Mình thực sự yêu ngôi nhà này quá đi mất. 8 giờ tối, đến giờ cô phải đi làm, nhưng chủ thì vẫn chưa về. Thảo nào gần sáng anh ta mới đi ngủ, đến gần trưa thì đi làm. Thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi quá tệ, anh ta đang bán mạng làm việc để kiếm sống. Làm người thật khó, làm quỷ cũng khó khăn nữa. Mặc dù cô làm việc bán thời gian trên Dương Gian, nhưng đồng thời cũng làm việc ở địa phủ, cô là nhân viên của ngân hàng Thiên Địa. Đối với những hồn ma có người nhà trên dương gian hóa vàng mã gửi xuống cho họ, trước tiên tất cả số tiền đó phải được chuyển vào ngân hàng Thiên Địa trước, phân biệt chúng bằng tên của người nhận và người gửi. Bằng cách này, những linh hồn có thể trực tiếp nhận được tiền từ ngân hàng Thiên Địa. Ngoài ra còn có quần áo, xe cộ, nhà cửa, tất cả đều được quản lý bằng chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh âm thông thông chịu trách nhiệm vận chuyển những món đồ từ Dương Gian xuống Địa phủ rồi giao lại chúng cho những âm hồn. Mỗi người đều có một khu vực tên và thân phận, cũng giống như trên Dương Gian để tránh việc xảy ra hỗn loạn. Tuy nhiên, những hồn ma làm việc trên Dương Gian hầu hết đều là cô hồn dã quỷ như cô, không có địa vị, chế độ đãi ngộ kém, lương thấp. Vãn Ý và Tiểu Hạ có một công việc khá tốt, không quá bận rộn, cũng không phải lao động tay chân cực nhọc, cũng giống như bây giờ hai người bọn họ có thể trốn vào một góc để buôn chuyện thật hả không có môn thần lẫn gia tiên luôn cậu còn có thể ăn đồ ăn của chủ nhà nữa tiểu hạ tỏ vẻ ngơ ngác ngạc nhiên trước hộ gia đình tốt mà cô tìm được cậu có chắc đó là con người không vậy tất nhiên rồi cô đáp anh ta nấu cơm ăn uống đi làm nhà anh ta luôn ở đó giữa thanh thiên bạch nhật tiểu hạ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và nói tốt quá Vậy là từ giờ về sau cậu đã có chỗ ở rồi. Đúng vậy, hơn nữa đồ ăn của người đàn ông đó nấu đặc biệt ngon. Vạn Ý hào hứng kể. Được rồi, tối nay sau khi ta làm, tớ sẽ đưa cậu đến nhà anh ta để ăn tối nhé. Hôm nay thì không được, Tiểu Hạ nói tiếp. Không phải hai ngày trước tớ đã nói với cậu rồi sao, tớ sẽ cùng bạn trai xuống địa phủ một chuyến. Cậu nói đã tìm ra thân phận bạn trai của cậu. Nghĩ đến đây Vạn Ý liền gật đầu. Được rồi, cậu cứ lo công việc của mình trước đi. Vẻ mặt của tiểu hạ e thẹn, vui vẻ nói. Lần này tớ sẽ đi cùng bạn trai, đến nhà ông bà của anh ấy. Nếu như hai ông bà không phản đối, thì tớ và bạn trai sẽ đăng ký kết hôn ở địa phủ. Thế thì quá tốt rồi. Sau khi kết hôn, cuối năm cậu có thể chuyển xuống địa phủ để làm việc. Nghe tiểu hạ nói, cô vừa mừng vừa thấy buồn. Mừng vì tiểu hạ có thể quay về địa phủ sinh sống, còn buồn vì cô sắp phải chia tay người bạn thân nhất của mình. Trên mặt của tiểu hạ tràn đầy ý cười. Khi nào trở về, tớ sẽ cùng cậu ghé thăm ngôi nhà đấy nhé. Được đó. Vạn ý hơi thắc mắc. Tớ nghe nói là có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ở địa phủ, trong khu vực tương ứng về cái chết. Một trong 19 diêm vương quản lý khu vực pháp lý này do đích thân ông ấy đóng dấu vào, đúng không? Tiểu hạ gật đầu cô. Chắc vậy, khi nào về tôi sẽ nói cho cậu nghe bạn ý hào hứng gật đầu và nói tớ chưa từng thấy diêm vương thuộc khu vực quản lý của chúng ta không biết ông ấy trông như thế nào nhỉ hơn nữa nghe đồn rằng bên bờ sông vong xuyên ở hoàng tuyền có mọc một loài hoa bỉ ngạn rất đẹp không biết loài hoa đó trông ra sao ha tiểu hạ nói chờ tớ quan sát kỹ hơn khi về kể cho cậu nghe nhé sao hai người lại ở đó lười biếng quản lý trần khi nhìn thấy hai người bọn họ thì liền hét lớn lên đi làm việc đi Hết giờ làm, vạn ý chào tạm biệt tiểu hạ, đi vào một lùm cây, tìm hành lý của mình rồi kéo nó rời đi. Khi trở về ngôi nhà đó, người được mùi thơm đậm vị của món thịt bò hầm, khiến cho cô cảm thấy đói bụng. Cô vẫn có thể đi được khi nhìn thấy đồ ăn ngon. Để hành lý ở phòng khách, cô đi xuống bếp. Mì thịt bò Món mì bò chủ nhà làm có nước dùng đặc dệt, thịt bò giòn, lại còn có thêm cà chua nữa. Mì bò cà chua, vừa chua vừa ngọt, đúng là món mình thích nhất vạn ý không kìm được mà nuốt nước bọt ngước lên nhìn người đàn ông anh nấu hơn nửa nồi thì chắc không thể ăn hết một mình đâu đúng không dĩ nhiên là anh ta không trả lời cô người đàn ông nấu mì bò rồi lấy ra một cái tô lớn sau đó đổ ra đầy cả tô trong nồi vẫn còn lại một nửa ngồi bên cạnh người đàn ông nhìn anh ta ăn mì và thịt bò từng miếng từng miếng một cô nhịn không nổi nữa Vạn ý từ từ cúi đầu đến trước mặt người đàn ông, từng chút từng chút, cô có thể hôn anh. Nhìn chăm chú khuôn mặt điển trai của người đối diện mình ở khoảng cách gần, còn có tô mì bò thơm ngon, cô khó khăn nuốt nước bọt. Tôi cũng muốn ăn, anh trai. Cũng không biết vì sao mà cô cảm thấy đôi đũa trên tay anh ta ngừng lại một lúc. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, cô thấy anh ta đang ăn nhưng vẻ mặt lại vô cảm. Hay, có lẽ là do cô bị đồ ăn ngon cám rỗ mà hoa mắt mất rồi sẽ tốt biết mấy nếu như anh ta đi đâu đó một lúc khi đó mình ăn đồ ăn ở trong nồi trong phòng bếp có lẽ lời khẩn cầu từ tận đáy lòng của cô đã làm cảm động trời đất điện thoại của người đàn ông reo lên trên màn hình điện thoại hiện lên một chữ hắc hắc anh hắc cô hắc hay là lão hắc anh ta ngước mắt lên nhìn buông đũa xuống cầm lấy điện thoại đứng lên trong khi vừa nhận điện thoại vừa đi lên lầu. Vạn Ý lập tức lao vào phòng bếp, rửa sạch một đôi đũa và một cái tô lớn. Sau đó cho hết số mì còn lại ở trong nồi vào tô. Xì sụp. Cô nhanh chóng xì sụp ăn mì, cắn một miếng thịt thật lớn. Thơm quá đi. Ngon quá, ngon quá đi. Nếu như nửa đêm trong nhà bếp của bạn có tiếng động lục đục phát ra, không thể giải thích được, thì có lẽ không phải do gia đình nhà chuột làm ra, mà là do ma quỷ đang tìm đồ ăn tất nhiên là cực hiếm ma quỷ xuất phát từ bên ngoài bởi vì trong bếp của mỗi hộ gia đình đều có ông táo chấn giữ ngoài ra kể cả ở các tiệm ăn hàng quán ven đường thì thờ cúng thần tài đây cũng chính là lý do tại sao những cô hồn giã quỷ như bọn họ mặc dù làm công ở dương gian nhưng vẫn phải bỏ tiền ra để mua thức ăn từ địa phủ những cô hồn giã quỷ như bọn họ không thể ăn đồ ăn của người khác dĩ nhiên là không bao gồm gia đình siêu tốt này rồi lòng cô tràn ngập hạnh phúc và tiếp tục ăn mì. Ở, ờ, cô thỏa mãn mà ở một tiếng. Vạn ý đem bát đĩa và đũa rửa sạch rồi trả chúng về lại vị trí cũ. Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân của người đàn ông. Anh ta quay về chỗ cũ rồi ngồi xuống. Cô ngồi ở phía xa đối diện anh ta, một tay chống cằm. Sau khi ăn mì anh nấu, cô hài lòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của người trước mặt mình. Nè, tôi càng lúc càng thích ngôi nhà này rồi đó tôi xin thề sẽ sống ở đây mãi mãi cho đến ngày được đi đầu thai anh trai này cảm ơn anh nha cảm ơn vì đã cho tôi ở ké cô nháy mắt quyến rũ với anh ta cô từng nhìn thấy một nữ quỷ tán tỉnh một em trai nhỏ cũng dùng ánh mắt quyến rũ như vậy chỉ là mắt tôi bị giật giật một chút thôi bạn ý đưa tay lên dụi mắt khi nhau mắt lại dường như cô nhìn thấy người đàn ông đó đang nhìn cô nhất thời vạn ý bị giật mình nhanh chóng bỏ tay xuống lần này khi nhìn kỹ hơn nhưng phát hiện ra anh ta thật sự đang nhìn mình chỉ là ánh mắt của anh không nghiêng không lệch nhìn thẳng về phía trước đang nhìn gì vậy nhỉ nhìn theo ánh mắt của người đàn ông cô quay lại nhìn phía sau cô nhìn thấy một con mèo đen đang nằm trên bệ cửa sổ trong phòng khách nhà anh ta con mèo nhìn cô rồi meo một tiếng vạn ý biết nó có thể nhìn thấy được cô Cô làm mặt quỷ với con mèo đen Mèo Nó quay lại rồi nhảy khỏi bệ cửa sổ Trong cuộc đọ sức giữa một mèo và một ma Cô đã giành được chiến thắng Cô ngang nhiên cười lớn Ha 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 Con mèo nhát gan Sợ rồi chứ gì Người đàn ông thu dọn chén đĩa rồi đi lên lầu Phải nói rằng người này thật sự rất kỳ lạ Sống trong một căn biệt thự lớn như vậy Nhưng lại không có người giúp việc nào Tự mình làm hết mọi thứ Vạn Ý kéo theo hành lý theo anh ta lên lầu. Tầng trên có 3 phòng, cô nghĩ đến chuyện sống ở căn phòng cạnh bên phòng của anh ta. Tuy nhiên, cô nhớ lại mỗi khi nằm bên cạnh người đàn ông này đều đem lại cho cô cảm giác ấm áp như nằm trong phòng vệ sinh nhà người khác vậy. Cô quyết định tiếp tục ở cạnh anh. Chắc chắn không phải vì mình ham mê nhan sắc của anh ta đâu. Người đàn ông mở chiếc tủ đầu giường, lấy ra một quyển sách không có tiêu đề trên bìa rồi đi ra ngoài đi theo anh ta ra cửa. Cô thấy anh ta đi lên sân thượng trên tầng 2, trên tay cầm theo một cây bút, viết viết vẽ vẽ gì đó lên cuốn sách. Nhìn kiểu này thì chắc anh ta không quay về phòng sớm rồi. Vạn ý kéo theo hành lý vào phòng thay đồ của người đàn ông, tìm một chỗ trống rồi cất đồ đạc của mình vào đó. Mớ hành lý để trong bụi cây hết mấy ngày, bị ướt đẫm xương nên bây giờ cô phải đem chúng đi giặt lại. Cô cũng đem vứt đi số kem đánh răng và bàn chải kém chất lượng của mình đi, Kể từ hôm nay trở đi, anh đẹp trai dùng thứ gì thì cô sẽ dùng thứ đó. Anh đẹp trai ăn món gì thì cô sẽ ăn món đó. Thế là tối nay cô chủ động sử dụng phòng tắm trong phòng này, đem giặt hết số quần áo của mình mang theo. Trước khi người đàn ông quay lại, trên người cô chỉ mặc nội y, đem áo ngủ đi sấy khô rồi mặc nó đi ngủ. Chỉ là sau khi tắm xong, cô cầm bộ nội y trên tay rồi bước ra ngoài. Đúng lúc này người đàn ông kia cũng quay trở lại. Nhất thời cô giữ người trong giày lát, bởi vì lúc này cô không mặc gì trên người. Dù biết đối phương không thể nhìn thấy được mình, nhưng việc cô đang không mặc quần áo như lúc này ít nhiều cũng khiến cho cô cảm thấy mình cứ như một tên biến thái. Hừm, anh ta không nhìn thấy mình, sợ cái gì chứ? Vạn ý xoay người ngây ngang đi đến trước mặt anh ta và nói: Một lần cởi đồ, lần hai quen thuộc. Khi người đàn ông này ở đây thì cô không thể sử dụng máy xé tóc cũng không thể di chuyển máy giặt được. Lúc này cô chỉ có thể mang một vài ba bộ quần áo đi tới đi lui, đem ra ban công để phơi. Người đàn ông cạo râu rửa mặt rồi đánh răng, cắt móng tay, tỉa lại hàng chân mày dày rậm để chúng gọn gàng hơn. Có phải những người đẹp trai đều tinh tế như vậy không? Cô tiến lại gần anh ta, nghiêng đầu nhìn, đưa mặt mình kề sát lại gần mặt của anh hơn, cùng nhìn vào trong gương. Trái ngược lại với người đàn ông kia, hàng chân mày của cô cứ như là cỏ dại mọc hoang không được chăm sóc tỉ mỉ. Hai, thậm chí mình còn không thể tỉa lông mày cho bản thân. Mình đúng là một ma nữ luộm thuộm mà. Trước khi đi ngủ, người đàn ông cũng lấy máy tính bảng ra để xem phim như hôm qua. Còn về phần cô thì thoải mái ngồi trong vòng tay của anh cùng xem phim. Cô xem một bộ phim tên là Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười. Đạo trưởng Lâm Tránh Anh thò chân vào hang rắn sau khi bị rắn cắn. Khi lôi ra ngoài thì kéo theo một con chăn khổng lồ. Ha, ha ha ha, ha ha Tính tiết trong phim hài như vậy, nhưng cả căn phòng chỉ vang lên tiếng cười của cô thôi. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Tôi thật sự không thể hiểu tại sao một người không thích cười như anh lại cứ thích xem phim hài luôn đấy. Quả nhiên là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà. Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi xem xong phim, anh ta chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tối nay cô không ngủ bên cạnh anh, bởi vì lúc này cô không có một mảnh vải che thân. Ôm lấy tấm chăn. Cô cuộn mình trong một góc rồi ngủ tiếp đi. Tuy nhiên khi tỉnh lại, cô phát hiện ra không chỉ bản thân đang nằm kế bên người đàn ông kia, mà tay chân cô còn đang quấn quanh người anh. Anh đẹp trai này, đáng tiếc là chúng ta người ma khác đường. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi. Hai ngày sau, tiểu hạ đã quay lại. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, cô ấy lấy ra hai quyển sổ màu đỏ và nói Vạn ý, cậu nhìn nè tớ đã nhận được giấy đăng ký kết hôn rồi khi mở quyển sổ ra cô nhìn thấy con dấu mộc màu đen của diêm vương được đóng bên trong tiểu hạ chỉ tay giải thích với con dấu mộc được đóng dấu trên giấy đăng ký kết hôn thì tớ có thể nộp đơn xin được chuyển xuống địa phủ sinh sống và làm việc chúc mừng tiểu hạ chúc cho ngày tháng sau này của cậu đều hạnh phúc cô vui mừng thay cho tiểu hạ vạn ý tiểu hạ nắm tay cô khẽ thở dài tớ thật sự không nỡ chia xa với cậu đâu nè không nữa chia xa cái gì chứ có thể không bao lâu nữa tớ có thể lấy lại được thân phận của mình hoặc cũng có thể là tớ có thể câu được anh chàng đẹp trai nào đó ở địa phủ sau đó gả cho anh ta rồi chuyển xuống âm giới sinh sống luôn nghe đến đây tiểu hạ cũng không còn đa sầu đa cảm nữa cũng đúng ha cậu nhanh nói cho tớ biết đi cậu đã gặp được diêm vương chưa trông ông ấy như thế nào đẹp trai cực kỳ đẹp trai luôn biểu cảm và ngữ điệu của tiểu hạ khoa trương khi miêu tả nhan sắc của diêm vương trông như thế nào đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy ngày ấy thật sự đẹp như lời cậu kể luôn hả còn đẹp trai hơn cả nam chủ nhân ngôi nhà mà cô đang ở luôn sao ừm có hơi khó tưởng tượng ra được nhỉ đáng tiếc là diêm vương cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình quá chỉ cần nhìn ngày ấy thôi thì tay chân tớ đã mềm nhũn tim cũng đập liên hồi luôn Đám tiểu quỷ như bọn tớ không dám trèo cao. Chỉ là tớ hơi tò mò thôi, tớ cũng không muốn trèo cao đâu." Vạn Ý lại hỏi về loài hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên. "Đúng là có loài hoa đó thật nha, cả một vùng rộng lớn được bao phủ bởi sắc đỏ của hoa. Đóa hoa mọc đơn độc, hình dạng như chiếc dù để ngược, cánh hoa cuộn lại như móng vuốt của rồng vậy." Tiểu Hạ rất lời, nắm lấy tay cô rồi tiếp tục nói, "Vạn Ý, lần này xuống địa phủ tớ còn nghe được một tin đồn. Hả? Là tin đồn gì vậy? Người ta đồn rằng những âm hồn ma chết oan mà không còn ký ức. Có thể những ký ức đó còn sót lại trên món đồ vật mà họ mang theo khi qua đời. Tiểu Hạ hỏi cô. Vạn Ý, lúc mất, cậu có đem theo thứ gì không? Vạn Ý ngẫm nghĩ. Một bộ váy trắng, một chiếc băng đô và một kẹp tóc hình con bướm. Chỉ là chúng bị nhuốm máu nên bấy lâu tôi vẫn luôn cất đi Tiểu Hạ nói, "Thế thì cậu về xem thử đi." Khi trở về nhà, cô lục lọi tìm trong túi hành lý của mình bộ quần áo và đồ vật mà mình đã mang theo khi chết. Đáng tiếc là trên đó không lưu lại chút ký ức tiền kiếp nào của cô, như lời Tiểu Hạ từng nói. "Tối nay chủ nhà đã mua rất nhiều nguyên liệu đồ ăn phong phú, có vẻ như anh ta đang chuẩn bị nấu một bữa ăn thật thịnh soạn. Bạn ý an tâm đi tắm, thay quần áo rồi giặt đồ." khi quay lại cô phát hiện trên kệ có một chiếc băng đô và kẹp tóc nhuốm đầy máu do dự một hồi cuối cùng cô quyết định đem chúng vào nhà tắm để giặt rửa sạch tuy nhiên cô không thể rửa sạch được những vết máu dính trên chúng khi cô chết đi chiếc băng đô trắng được nhuốm một màu đỏ của máu hệt như một bông hoa màu đỏ nở rộ chiếc kẹp tóc nhuốm máu khiến nó càng thêm phần sặc sỡ hơn đột nhiên cô cảm thấy điều này cũng khá đặc biệt đấy chứ bạn ý đứng trước gương chỉnh lại mái tóc cài chiếc băng đô và kẹp tóc hình con bướm lên đầu. Khi rời phòng ngủ, cô thoáng nhìn sang bức tranh được treo trên tường. Ngày đầu tiên đến đây, cô đã từng thấy qua nó. Trong một căn phòng đơn giản và trang nhã, nhưng lại treo một bức tranh với gam màu mạnh mẽ, không rõ lai lịch. Cả một vùng trời rộng lớn, được bao phủ bởi sắc đỏ của hoa, đóa hoa mọc đơn độc, hình dạng như chiếc dù để ngược, cánh hoa cuộn lại như móng vuốt của rồng. Cô cảm thấy những bông hoa trong bức tranh này thật sự trông rất giống loài hoa bỉ ngạn mọc bên bờ sông Vong Xuyên như lời Tiểu Hạ miêu tả. Tiểu Hạ, không lẽ trên dương gian cũng có hoa bỉ ngạn mọc bên bờ sông Vong Xuyên sao? Ngày hôm sau, cô hỏi Tiểu Hạ về chuyện đó. Làm sao có thể, Vong Xuyên là ở âm giới, cho dù trên dương gian có hoa bỉ ngạn, chắc chắn phải khác so với ở địa phủ. Tiểu Hạ lắc đầu. Cô ấy nói hoa bỉ ngạn mọc bên bờ sông Vong Xuyên còn được gọi là hoa mạn châu sa, nó tượng trưng cho linh hồn người đã chết, ngăn cách âm dương. Vạn ý, tớ nghĩ ngôi nhà cậu ở đang thật sự có vấn đề đấy." Tiểu Hạ lo lắng nói. "Tối nay sau khi ta làm, tớ sẽ cùng cậu ghé qua ngôi nhà đó xem thử một lượt." Vạn ý đáp. "Người đàn ông đó không thể nhìn thấy được tớ, nên không có chuyện gì đâu." Tiểu Hạ nói. "Nếu không có vấn đề gì, thì tớ sang đấy ăn trực một bữa nha?" Ok, cô gật đầu. Tan làm, Vạn Ý đưa Tiểu Hạ đến nhà của người đàn ông đó. Tiểu Hạ nói, căn biệt thự này đẹp thật đó. Tiểu Hạ kéo theo cô đi ngó nghiêng quan sát những ngôi nhà xung quanh. Môn Thần cầm thanh đao lớn chém thẳng một đường, vẻ mặt đầy hung tợn nhìn hai người bọn họ. Đây đúng là khu dân cư con người sinh sống. Tiểu Hạ gãi gãi đầu khó hiểu nói, có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều rồi, đi thôi, đi lối này nè. Vạn ý kéo tiểu hạ vào ngôi nhà của người đàn ông kia tiểu hạ cảm thán quả nhiên không có môn thần hay gia tiên ôi thơm quá đi tầm giờ này tối nào anh ta cũng nấu đồ ăn đêm lại còn nấu rất nhiều món luôn vừa nói cô vừa kéo tiểu hạ vào bên trong báo đi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn bạn ý chỉ tay về phía anh chàng chủ nhà và nói người đàn ông này thật sự rất đẹp trai khi nào anh ta quay lại thì cậu sẽ thấy tiểu hạ ậm ừ đáp nhưng nhất định không đẹp trai bằng diêm vương của chúng ta đâu lúc này người đàn ông xoay người lại trên tay bê đĩa thức ăn đi tới a à, tiểu hạ giật mình sợ hãi đột nhiên hất tay cô ra rồi xoay người định bỏ chạy a à, chạy đi vãn ý chạy đi có chuyện gì vậy tiểu hạ cậu đừng chạy nữa vãn ý đuổi theo sau diêm vương người đàn ông đó chính là diêm vương đấy cái con nhỏ ngốc này tiểu hạ vừa chạy vừa hét lớn cô luôn cho rằng người đàn ông kia không thể nhìn thấy được cô ấy vậy mà lại là diêm vương sao uuuu uh, 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 tiểu hạ đợi tớ với một luồng ánh sáng trắng chiếu vào cánh cửa biệt thự cô lao đến đó hệt như một chiếc bao bố đã được chuẩn bị sẵn chỉ cần đợi cô lao đầu vào là buộc miệng túi thật chặt lại vạn ý hoảng sợ cố gắng vùng vẫy thật nhiều để trốn thoát tuy nhiên luồng ánh sáng này rất vững chắc nó siết chặt cô từng chút từng chút kéo cô lui về phía sau cuối cùng sau khi kéo cô quay trở lại phòng bếp để cô ngồi bên cạnh kia luồng ánh sáng trắng đó liền biến mất người đàn ông ngồi ở bàn ăn chiếc áo sơ mi trắng không cài ba cúc đầu tiên thấp thoáng để lộ xương quay xanh quyến rũ em sợ cái gì động tác anh bóc tôm trông rất thanh nhã liếc nhìn cô khóe môi hơi nhếch lên không phải lúc trước em không mặc gì chạy nhảy rất vui vẻ đó sao đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười nụ cười thật sự rất đẹp nhưng những lời nói ra cũng thật cay độc cô không một mảnh vải che thân chạy nhảy còn không phải là do anh đã gạt cô sao có điều mặc dù đang bừng bừng lửa giận nhưng cô lại không dám nói ra vừa xấu hổ vừa sợ hãi vạn ý cúi thấp đầu giọng run run nói đại 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 xin hãy tha tội cho tôi thật sự tôi không có cố ý mạo phạm đến ngài đâu tôi xin lỗi tôi xin lỗi Lúc này có một cái chén và một đôi đũa được đặt trước mặt cô, bên trong có những con tôm đã được bóc vỏ. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh, cô thấy anh nhìn cô rồi lại nhìn vào cái chén đặt trước mặt mình, vẻ mặt đầy ẩn ý. "Ồ, cô hiểu rồi." Vạn Ý lập tức cầm đôi đũa lên, gắp một con tôm rồi đưa đến gần miệng của anh. "Đại nhân, mời ngài ăn." Cũng không rõ tại sao, nhưng rõ ràng vẻ mặt của anh sững sờ trong giây lát. Anh chậm chậm mở miệng nhận đồ ăn cô đút cho, sau đó lại bóc thêm một con tôm khác đặt vào chén. Cô lại gắp thêm một con tôm rồi đút cho anh. Cứ tiếp tục như vậy, anh bóc vỏ tôm, cô đút cho anh, anh bóc vỏ tôm, cô lại đút cho anh. Trong suốt quá trình này, ánh mắt của anh cứ nhìn cô chăm chăm, khóe miệng càng nhếch lên, ý cười càng đậm hơn. Chắc chắn là anh rất hài lòng về việc cô phục vụ anh ăn uống. Sau khi ăn xong 8 con tôm, anh bóc vỏ con tôm thứ 9 có điều lại không đặt vào cái chén trước mặt cô, thay vào đó lại cầm nó trên tay, mỉm cười nhìn cô. Bồn Vương phát hiện ra em là một người rất có tài năng. Sao đột nhiên lại khen cô thế này? Vạn Ý dè dặt đáp, đại nhân quá khen rồi, tôi đã là một hồn ma, cũng lắm thì chỉ là bộ con ma tài thôi. Lần này anh cười lớn, cầm con tôm trên tay, đưa cho cô rồi nói, ăn đi. Vạn Ý vội vàng xua xua tay, không không tôi không dám không dám à anh nhếch môi cười chăm chú nhìn cô ánh mắt đùa giỡn em thử tính xem mấy hôm nay đã ăn bao nhiêu bữa cơm của tôi rồi nghe vậy cô lập tức tỏ thành ý của mình tôi đền tiền tôi sẽ đền tiền cho ngài đền tiền thì còn ý nghĩa gì nữa anh vẫn giữ ý định muốn cô ăn con tôm kia cô không dám không ăn vốn dĩ cô định nuốt xuống cho xong chuyện nhưng khi cắn một miếng vị ngon quyến rũ mê người ngon quá đi mất không đền tiền vậy ngài muốn thế nào thì đền người à không đền ma mới đúng diêm vương chăm chú nhìn cô rồi nói tiếp em tự lấy tấm thân của mình để bồi thường cho bổn vương là được chứ gì vạn ý bàng hoàng tỏ vẻ không hiểu đền tôi đại nhân ý ngài nói là có ý gì nhà ngươi đúng là một con ma nữ ngu ngốc mà Đột nhiên có một giọng nói kỳ lạ từ phía sau truyền đến. Ai đó? Vạn ý giật mình, quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng lại không thấy ai cả. Chỉ thấy mỗi một con mèo đen quen thuộc đang nằm trên bờ cửa sổ. Con mèo đó, nó mở miệng nói chuyện với cô. Hừm, chính là con mèo nhát gan mà ngươi từng nhắc đến đây này. Mèo, con mèo biết nói chuyện kia. Hai mắt của cô mở to vì kinh ngạc. Con mèo đen nhảy về phía trước, chớp mắt biến thành hắc vô thường khi cô chết cũng đã từng gặp qua hắc bạch vô thường văn ý dững người con mèo đen đó thế mà lại là hắc vô thường hắc vô thường nhìn cô mỉm cười và nói tiểu quỷ này ý của đại vương chính là muốn ngươi lấy thân mình để bồi thường cho ngài ấy để ngài ấy ăn thịt ngươi ăn ăn thịt tôi sao văn ý sợ đến mức hai hàm răng đánh lập cập không tin được mà nhìn hai người họ Ăn quỷ, ăn quỷ là phạm luật đó. Quỷ ăn quỷ, quỷ ăn thịt người. Cô đã từng nghe qua chuyện này rồi. Diêm vương liếc nhìn hắc vô thường, anh vẫy tay một cái, hắc đại nhân liền biến mất. Đây chính xác là sự lợi hại của Diêm vương đại nhân. Anh đang thị uy với cô. Không, là đang đe dọa cô mới đúng. Diêm vương đại nhân, xin ngài đừng có ăn thịt em. Vạn ý bị dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem, Em chỉ là một con quỷ chết oan, mùi vị không hề ngon một chút nào. Không chỉ toàn vị mặn, mà còn có mùi hôi nữa. Hừm, không ngon sao? Nhưng đêm qua khi em không một mảnh vải che thân, nằm trong lòng bồn vương, có mùi thơm thoang thoảng kia mà. Không, tuyệt đối không, không thơm một chút nào. Vạn ý tuyệt vọng lắc lắc đầu. Thật ra thì không ăn thịt em cũng được. Không biết từ khi nào mà Diêm Vương đã ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay nâng cầm của cô lên, mỉm cười rồi nói tiếp. Vậy thì em cứ giống như mấy ngày trước, ở bên cạnh buồn vương. Nốt xuống ngụm nước bọt, cô hỏi. Giống như mấy ngày trước? Anh gật đầu. Giống như những ngày trước. Ngay vậy cô có một chút khó xử, do dự một chút rồi lấy hết can đảm để hỏi thêm. Vậy có thể không khỏa thân nữa được không ạ? Khóe môi anh cong lên. Nếu như em thích, cứ tiếp tục khỏa thân cũng được cô chỉ biết gượng cười chứ đâu thể làm gì hơn được anh xoa xoa cầm cô ánh mắt anh híp lại cảnh cáo cô nhớ kỹ đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn nếu không thì một con quỷ đáng yêu như em vừa thơm ngon vừa ngọt ngào rất thích hợp để làm món ăn đấy chấp chấp đôi mi còn vương những giọt nước mắt vạn ý nghiêm túc gật đầu và đáp không trốn nhất định sẽ không trốn chỉ khi nào não bị uống nước mới không chạy trốn Ngày hôm sau, sau khi Diêm Vương ra khỏi nhà, trời vừa tối thì cô nhanh chóng thu dọn hành lý rồi chuồn đi. Cô dự tính sẽ nghỉ việc, tạm thời trốn đi đâu đó một thời gian trước đã. Thà rằng bị chết đói cũng còn đỡ hơn là bị ăn thịt. Biết Tiểu Hạ nhất định đang lo cho mình, nên cô kéo theo đống hành lý đi tìm cô ấy trước. Vạn ý, cậu không sao chứ? Thật tốt quá. Tiểu Hạ nói khi cô ấy không chạy theo mình, nên đã quay lại tìm, nhưng đến nơi thì mới phát hiện ra cửa biệt thự của Diêm Vương không thể vào được nữa. Tiểu Hạ hỏi về chuyện đêm qua, Vạn Ý liền đem hết chuyện kể hết cho cô ấy nghe, cùng với việc mà cô tính bỏ trốn một thời gian để giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Đột nhiên ở phần cổ của cô, có một vệt sáng màu trắng nhạt hiện lên, cô cảm thấy có chút ấm áp và ngưa ngứa. Tiểu Hạ hỏi, Vạn Ý, có chuyện gì vậy? Vạn Ý lắc đầu đáp, tớ không biết. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, đêm hôm qua diêm vương xấu xa muốn ăn thịt cô kéo cô ôm vào lòng sau đó đưa miệng cắn vào cổ cô một cái vạn ý cậu sao vậy sao mặt lại đỏ thế nghe vậy cô liền đưa tay lên sờ mặt vội hỏi mặt tớ đỏ sao tiểu hạ gật gật đầu cô ngồi sát gần tiểu hạ đem chuyện mình bị diêm vương cắn một cái ở cổ kể luôn cho cô ấy nghe ánh mắt tiểu hạ phức tạp nhìn cô và nói vạn ý đây là ấn ký của diêm vương cậu trốn không thoát được đâu. Gì cơ? Vạn ý giữ người. Trốn không thoát. Thế chẳng phải là cô sẽ chết chắc rồi sao? Tớ nên làm gì đây? Nếu như không thoát được thì tớ sẽ bị ăn thịt đó. Ha ha ha, Diêm Vương chỉ đang dọa cậu thôi. Tiểu Hạ cười cười và nói tiếp. Nếu tớ đoán không lầm thì ngược lại là đằng khác. Có thể ngày ấy thích cậu đó. Thích tớ hả? Vạn ý sợ hãi và lắc đầu. Cậu đừng có nói đùa như vậy chứ anh ấy nói những con quỷ đáng yêu như tớ thì có thể ăn thịt được vạn ý ngốc tiểu hạ mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu cô và nói dù sao thì cậu có trốn thì cũng không thoát được đâu lát nữa ngoan ngoãn quay về nhà đi trên người của cậu đã lưu lại ấn ký của ngài ấy nếu có trốn đi đâu thì ngài ấy cũng sẽ biết được thôi lỡ như chọc ngài ấy nổi điên đến lúc đó thì he he vạn ý nhìn tiểu hạ tại sao cứ có cảm giác nụ cười của cô ấy cứ mờ ám thế nào vậy nhỉ Tiểu Hạ, cậu có chắc là anh ấy sẽ không ăn thịt tớ không vậy?" Cô vẫn còn hơi lo lắng. "Tớ nghe nói quỷ có thể ăn thịt quỷ, cũng có thể ăn thịt người nữa đó. Những con quỷ cực kỳ tàn ác thì mới như vậy thôi. Ở địa phủ cũng đã có quy định, những con quỷ tàn ác như vậy đều sẽ bị đày dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. 19 Điện Diêm La, thật ra cũng chính là quỷ vương thời thượng cổ, là hóa thân của thần đấy. Tên Diêm Vương xấu xa đó lại gạt mình lần nữa à? Cái đồ chó chết tiệt này. Rốt cuộc thì Vạn Ý vẫn không dám bỏ trốn, nhưng cũng không muốn tan làm là quay trở về nhà của Diêm Vương như thường lệ. Đi lang thang trên các con phố, nhìn những con đường thương người xe lúc 5 giờ sáng, nhìn vòng đu quay chậm chậm di chuyển lúc nửa đêm. Sau đó cô đi ngang qua một dãy phố dài tấp nập những quán bar náo nhiệt. Có một nhóm tầm 7-8 nam nữ ăn mặc sành điệu, dài khướt, ôm nhau loạn choạng bước đi qua chỗ của cô. Có một cô gái đi phía sau cùng, cô nhìn thoáng qua thấy trên đầu cô ấy có cài một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu đỏ, giống y hệt như cái của cô. Bỗng dưng đầu cô cảm thấy nhức nhức, nhiều mảnh ký ức lộn xộn xuất hiện trong đầu của cô. Cô vùng vẫy dưới thân người một người đàn ông và bản thân cô đang nằm trên một vũng máu. Cơn đau dữ dội dần biến mất, những mảnh ký ức rời rạc cũng theo đó mà đứt đoạn. Cô ngước lên nhìn nhóm người đi về phía bên đường chiếc kẹp tóc đó vấn đề chắc chắn đang nằm ở chiếc kẹp tóc mà cô gái kia đang đeo kéo theo đống hành lý cô đuổi theo họ nhưng càng đến gần thì nhịp tim của cô càng đập nhanh hơn cô cảm thấy bản thân dường như đang sợ hãi nhưng lại không biết mình đang sợ điều gì chỉ là khi càng đến gần bọn họ thì nỗi sợ trong lòng cô càng lớn dần hơn cơ thể cô bất chợt run rẩy đột nhiên cô xoay người lại bỏ chạy thật nhanh dường như trong tiềm thức của cô đang thúc giục chạy đi, chạy nhanh lên, hãy chạy trốn đến một nơi thật an toàn. Thế là cô quay trở về lại nhà của Diêm Vương. Khi kịp định thần lại, thì thấy bản thân đã đứng ở trước cổng căn biệt thự rồi. Kéo theo hành lý, vạn ý nấp bên ngoài cửa, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Một mùi hương thơm ngào ngạt sộc vào khoang mũi, mùi vị chua chua ngọt ngọt hấp dẫn lòng người. Bị mùi thơm đó hấp dẫn, khiến cho bụng đói cồn cào, cô chỉ đành phải hát bài không thành kế đói quá đi mất nếu còn không vào nhà thì món bò hầm cà chua và sườn xào chua ngọt sẽ nguội mất đó giọng nói của diêm vương vang lên nghe giọng điệu thế này chắc hẳn không phải là đang tức giận đâu nhỉ lưỡng lự hết một lúc cuối cùng cô cũng kéo hành lý đi vào nhà anh bưng ra một đĩa cá hấp tươi ngon rồi xoay người đi về phía nhà bếp liếc mắt nhìn cô vào trong rửa tay rồi ra ăn cơm anh còn nhắm mắt làm ngơ số hành lý cô kéo theo ừm Cô đặt hành lý xuống rồi đi rửa tay. Tôm rang muối, bò hầm cá chua, dượn xào chua ngọt, cá bươn hấp, rau xào tỏi, canh nghêu nấu bí. Diêm vương liệt kê từng món ăn một. văn ý nhìn Diêm vương, như đúng ý muốn của anh, cô đút tay vào túi quần lấy ra một nắm tiền. Đây là phí sinh hoạt. Cô cẩn trọng dùi nắm tiền vào tay của anh. Anh nhận tiền, chăm chú nhìn cô nhưng không nói gì. văn ý hỏi, chưa đủ sao? nhưng anh vẫn không nói gì nhìn những món ăn phong phú bắt mắt thơm ngon trên bàn quả thực nửa số tiền lương ít ỏi của cô dường như không đủ bù vào mặc dù cầm thấy hơi nhói nhói trong lòng cho dù không nỡ nhưng cô đành phải lấy hết số tiền còn lại của mình ra nhét vào tay của anh và nói đại nhân chỉ còn lại chừng này thôi ạ à. đây là toàn bộ số tiền lương cô vừa nhận được tháng này chỉ có bao nhiêu đấy thôi đây là phí sinh hoạt hả diêm vương nhướng mày và hỏi vậy còn tiền trọ thì sao nghe đến đây hai mắt cô mở to còn phải đóng tiền trọ nữa hay cô dọn đi luôn cho rồi có điều cô không dám nói ra câu này nếu như anh bằng lòng thả cô đi thì tối qua đã không ngăn cô lại đã vậy lại còn không cắn cô một cái để lại ấn ký rồi nhìn mấy đĩa thức ăn đặt trên bàn rồi lại nhìn anh cô hỏi tiếp vậy sau khi ăn xong em rửa chén được không ạ còn gì nữa không lau nhà Cô nói xong Có vẻ như anh vẫn đang đợi cô nói tiếp Thế là cô nói một hơi Đại nhân Em không biết nấu ăn Ngoại trừ nấu ăn ra thì việc trong nhà cứ để em làm hết cho ạ Tạm được Diêm vương mỉm cười hài lòng Sau đó cầm sắp tiền mồ hôi sương máu mà cô kiếm được Đem đếm từng tờ từng tờ một Diêm vương gì mà keo kiệt buồn xỉn Hừ Nhưng mà sau khi ăn xong bữa cơm này Cô cảm thấy thật sự không phí tiền chút nào bởi vì nó thật sự rất ngon cũng chính vì vậy mà cô thành người hầu của diêm vương hết rửa chén lau nhà cọ buồn cầu tất cả đều vào tay cô hết buổi tối sau khi tắm xong nhìn diêm vương đang nằm trên giường lòng cô thầm biết chắc chắn rằng anh sẽ không ăn thịt ma quỷ đâu chẳng qua khi đó nói ra để dọa cô sợ mà thôi thế là so với đêm qua thì hôm nay cô cũng bạo gan hơn cô tiến đến gần anh và hỏi anh đại nhân Em có thể dọn sang phòng bên cạnh được không ạ? Diêm vương ngước mắt lên nhìn cô và hỏi Tại sao? Vạn ý mỉm cười nịnh nọt Chỉ là không muốn làm phiền đến giấc ngủ của đại nhân thôi ạ à. Không phiền Nói rồi anh kéo tấm chăn lên Vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình Lại đây, chúng ta cùng nhau xem phim Không không Em thấy mình sẽ quấy dày giấc ngủ của đại nhân Cho nên em sẽ sang phòng bên cạnh À Lời còn chưa kịp dứt thì cô đã bị một lực hút kéo lên trên giường, trực tiếp lao thẳng vào vòng tay của Diêm Vương. Anh vươn tay ra, dễ dàng nhấc cô lên, đặt cô ngồi vào trong lồng ngực của anh. thân phận của bản thân bị bại lộ, nhưng anh cũng không hề giấu giếm chuyện đó. Với sức mạnh phi thường của mình, chiếc tủ tự động được mở ra, máy tính bảng lẫn giá đỡ tự động được đặt ngay ngắn trước mặt, đến cả phim cũng được tự động mở lên. Bạn ý ngước mắt lên nhìn anh, định cố gắng vùng vẫy lần nữa. xem phim xong. Em có thể sang phòng bên cạnh được không ạ? Không phải em từng nói tiếc rằng hai chúng ta người ma không chung đường, nếu không thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh sao? Bây giờ Bồn Vương sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện đó. Bồn Vương không thích ăn thịt quỷ, nhưng em đã trêu gẹo Bồn Vương, nằm trong vòng tay của Bồn Vương ngủ say từ đêm này đến đêm khác. Tội danh này đủ để cho em vào vạc dầu, hồn phi phách tán. Bộ dạng của anh lười biếng, mỉm cười và nói với cô Bồn Vương không ép buộc em, em có thể chọn một trong hai. Một là yêu đương, hai là thành ma bị nấu trong vạc dầu. Dưới sự ép buộc lẫn dụ dỗ của Diêm Vương, vạn ý kích động đến mức suýt rơi nước mắt. Tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng rớt xuống cô. À không, cuối cùng đã đến lượt cô rồi. Diêm Vương vừa đẹp trai lại độc đoán, nói muốn trở thành bạn trai của cô. Anh bảo cô không cần phải ngưỡng mộ cô bạn ma tiểu hạ của cô. Chỉ cần đi theo anh không những có thể chuyển xuống địa phủ sinh sống, đã vậy còn có thể tung hoành ngang dọc ở đó. Cô không phải con cua, tại sao phải đi ngang làm gì cho cực? Tất nhiên là cô từ chối ngay lập tức. Hơn nữa, cô còn chưa vạch trần lời nói dối của anh rằng anh muốn ăn thịt cô kia kìa. Khi cô gật đầu đồng ý, Diêm Vương đã lấy chiếc kẹp tóc hình con bướm của cô, nói rằng sẽ coi đây là biểu tượng tình yêu của hai người bọn họ. Anh đưa tay chạm lên mặt cô, dịu dàng và quan tâm nói: trở thành người phụ nữ của buồn vương. Em không cần phải làm việc nhà. Từ giờ trở đi, tất cả mọi việc hãy giao lại cho buồn vương. Giao lại tất cả cho anh. Chẳng lẽ cô đã vớ được một người anh yêu bá đạo cực sủng vợ hay sao? Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, khi biết anh là Diêm Vương, cô mới nhận ra rằng anh khác biệt hoàn toàn so với những con quỷ bình thường. Anh chỉ cần thi triển một chút pháp lực, cây lau nhà sẽ tự động di chuyển lau sàn nhà, chén đĩa cũng tự động rửa sạch, bồn cầu cũng được tự động lau chùi sạch sẽ. Con đường dài nhất mà cô từng đi, tất cả đều do chiêu trò của Diêm Vương bày ra hết. Anh còn nói chỉ cần cô chủ động hôn anh, mỗi một lần sẽ cho cô một tỷ. Một nụ hôn có giá một tỷ? Có nhiều không? Tất nhiên là không. Bởi vì nhân gian đã phát hành ra tờ tiền âm phủ mệnh giá lớn nhất là một tỷ, dẫn đến việc lạm phát ở địa phủ. Một tỷ ngày nay chỉ tương đương với 100.000 trước khi lạm phát. Tiền lương của cô mỗi tháng là 1,5 tỷ. Để lấy lại được số tiền mồ hôi sương máu của mình, ban đầu còn cẩn trọng và dè dặt. Ngay khi có được cơ hội, cô liền đè Diêm Vương xuống, hôn liên tục không ngừng. Cho dù cô có không muốn hôn anh, thì anh cũng vẫn hôn cô thôi. Nếu đã như vậy thì chi bằng cô chủ động hôn anh trước. Mỗi ngày chỉ cần hôn anh đủ 15 lần, thì cô sẽ được 15 tỷ rồi. Mấy hôm nay cậu với Diêm Vương thế nào rồi? Tiểu Hạ huyết nhẹ khủy tay vào người cô, ánh mắt ái muội. Vạn Ý hơi ngượng ngùng đáp. Cũng vẫn như trước đây thôi. Vẫn mặt dày không biết xấu hổ. Thế ngày ấy có thích cậu hay không? Cô ấy hỏi. Không biết nữa. Cô ghé sát bên tai Tiểu Hạ và nói. Nhưng anh ấy đã ngỏ lời muốn tớ trở thành bạn gái của anh. Wow, thật sao? Tiểu Hạ không kìm được mà hét lên. Quản lý Trần đi đến, chỉ tay về hướng hai người bọn họ và nói, "Hai người lại lười biếng trốn việc nữa rồi, trừ tiền lương, mỗi người một tỷ." "Chị Trần, không được đâu." Tiểu Hạ chạy về phía chị Trần, cười híp mắt nắm tay chị ấy và đáp, "Tụi em đang bàn về chuyện quan trọng trong đời của Vạn Ý ấy mà." "Chuyện quan trọng trong đời là chuyện quan trọng gì?" Quản lý Trần nhìn cô và hỏi. Vạn Ý nhanh chóng lắc lắc đầu, "Không có, không có." Tiểu Hạ lên tiếng, "Có có." Vạn ý có ghệ rồi Vẻ mặt của quản lý Trần tỏ ra khó hiểu Ghệ Tiểu hạ đáp Là bạn trai Thật sao Quản lý Trần mỉm cười với cô Chuyện tốt chuyện tốt Hay là như vậy đi Hôm nay trừ tiền lương của tiểu hạ nhé Nghe vậy tiểu hạ nghi hoặc hỏi Gì cơ Quản lý Trần nói Trừ 2 tỷ tiền lương của tiểu hạ Giúp vạn ý thoát khỏi cảnh độc thân Tiểu hạ nói Sao chị không lấy mạng em luôn đi? Gì mà giúp vạn ý cảm thấy vui vẻ? Trừ tiền lương thì có khác gì là tuốc đi mạng quỷ của em kia chứ? Vạn ý đứng bên cạnh không nhịn được cười. 8 giờ tối trên dương gian là thời gian làm việc của hai người bọn họ. Vừa mới bắt đầu công việc không được bao lâu thì bên ngoài náo loạn hết cả lên. Khi vừa ra khỏi phòng vệ sinh cô bị đồng nghiệp Lý Vân nhanh chóng kéo đi. Vạn ý nhanh lên chỉ còn thiếu mỗi cô thôi đấy. Sao lại có tôi nữa? đã xảy ra chuyện gì vậy có một nhân vật tầm cỡ đến chỗ của chúng ta là ông lớn đấy những tiểu quỷ như chúng ta phải đến đó hành lễ trong sảnh của ngân hàng có một đám đông đang quỳ gối có một số là nhân viên ngân hàng chỗ bọn họ ngoài ra còn có một số là khách hàng đến gửi và rút tiền lúc này tất cả những vong hồn đều đang quỳ dưới đất lý vân kéo cô xuống quỳ ở hàng cuối cùng nói thật thì cô cũng sợ những nhân vật tầm cỡ như vậy lắm có điều cô chợt nhận ra, ở khu vực của bọn họ, boss lớn không phải là ghệ nhà cô hay sao? Vạn Ý ngẩng đầu định nhìn lên, nhưng lập tức bị Lý Vân giơ tay lên và nhấn đầu cô xuống, nhỏ giọng nói, "Bộ cô chán sống rồi hả? Bẩm đại vương, ngài đại giá quang lâm đến đây là muốn giao chỉ thị gì cho chúng tôi ạ?" À? Giọng nói này là của chủ tịch ngân hàng hai người bọn họ, Lưu Đại Trùy "Tìm người." Giọng nói của người đàn ông kia rất dễ nghe. Vạn Ý, ra đây. Vạn Ý là người duy nhất ở đây có chữ Ý trong tên. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía Vạn Ý. Ánh mắt ai đấy mở to, vẻ mặt bàng hoàng kinh ngạc. Chắc có lẽ không ai ngờ được rằng người trẻ tuổi nhất ở đây, tiền lương thấp nhất, nghèo khổ nhất, lại có thể quen biết được ông chủ lớn. Ha ha, ha ha ha. Vạn Ý nhìn mọi người, gượng cười rồi đứng dậy. Diêm Vương nhìn thấy cô, anh vẫy vẫy tay và nói lại đây vạn ý đi đến thấp giọng hỏi sao anh lại đến đây anh nắm tay cô và nói đưa em đến một nơi nói xong thì anh làm phép đưa cô đi trước khi đi cô còn nghe được tiếng của quản lý trần kinh ngạc hét lên hả thì ra bạn trai của vạn ý là diêm vương đại nhân diêm vương đưa cô đến một khu rừng nhỏ ở đó có hai chiếc xe cảnh sát đã đậu sẵn ánh đèn pha chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn một nhân viên cảnh sát bước xuống xe, dẫn theo một người đàn ông bị còng hai tay. Phần thân trên được chôn ở chỗ này. Người đàn ông bị còng tay chỉ. Vạn ý cảm thấy anh ta trông khá quen. Dường như tôi đã từng thấy người đàn ông kia ở đâu rồi thì phải. Đột nhiên cô sực nhớ ra. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Mấy hôm trước tôi vô tình đi ngang qua một quán bar, nhìn thấy vài người đàn ông và phụ nữ. Anh ta là một trong số họ và cô gái anh ta vòng tay ôm, có một chiếc kẹp tóc hình con bướm giống hệt như của cô. Những viên cảnh sát cầm sẻng và bắt đầu đào xúc đất. Đội trưởng nghiêm, chúng tôi đã tìm thấy rồi. Thứ vừa được khai quật lên là một nửa phần xương trắng của hộp sọ. Đã tìm thấy toàn vẹn thi thể của Trương Văn Ý, xin hãy thông báo đến gia đình cô ấy. Tại sao khi nghe đến cái tên này, cô lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Trương Vãn Ý, Vãn Ý, đầu cô đau quá, diêm vương lấy chiếc kẹp tóc hình con bướm của cô ra tuy nhiên nó không hề có vết máu nào em là trương vãn ý anh vươn tay ôm cô vào lòng cô là trương vãn ý thi thể đó có phải là của cô không ngay lúc này những ký ức đã mất tựa như được thao gỡ và quay trở về lại tâm trí của cô cô tên là trương vãn ý là sinh viên năm nhất đại học ngày hôm đó cô định chuẩn bị cùng đàn anh cùng trường đi học anh ta là con trai của bạn thân của mẹ cô. Đàn anh bảo cô đến nhà anh ta và đợi. Trước đây cô đã từng cùng mẹ đến ngôi nhà đó vài lần, tính ra cũng được xem là khá thân thuộc. Chỉ là ngày hôm đó, chỉ có duy nhất đàn anh ở nhà, anh ta còn có ý đồ xấu với cô. Trong lúc giằng co, cô ngã xuống, đầu đập mạnh vào tường rồi chảy máu, sau đó thì ngất đi. Có lẽ tên đó nghĩ rằng cô đã chết, nên phân xác cô thành từng mảnh. Sau đó đem đi phi tang. Chẳng trách tại sao chiếc váy và kẹp tóc cô mà khi chết lại nhuốm đẫm máu. Tên tội phạm tàn độc này còn có một tâm lý biến thái. Sau khi hắn ta đem giặt sạch chiếc kẹp tóc của cô thì đem đưa cho cô bạn gái của hắn. Hôm đó cô đã thấy một cô gái kẹp chiếc kẹp tóc hình con bướm ở bên ngoài quán bar, đó thực sự là chiếc kẹp tóc của cô. Diêm Vương đưa cô về lại ngôi nhà của cô, chứng kiến người thân đau khổ khóc lóc vì mình nhưng cô lại chẳng thể an ủi được họ chỉ có thể đứng đó mà rơi lệ cô đã đến với nhân gian một lần và trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời lại bị hại một cách dã man cô còn chưa được trải qua cuộc đời tươi đẹp còn chưa làm tròn bổn phận con cái hiếu thuận với đấng sinh thành hung thủ sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc nhưng cô và gia đình đã là người của hai thế giới tách biệt diêm vương ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô rồi nói đừng khóc Cuộc đời này của em đã kết thúc Cũng đến lúc phải buông bỏ rồi Vạn ý đã lấy lại được thân phận Và quay trở về địa phủ Gia đình đã gửi xuống cho cô những chiếc xe sang Biệt thự và khoản tiền cực lớn Từ một con quỷ nghèo kiết xác đi làm công Bây giờ cô trở thành phú bà giàu có ở âm giới Vạn ý xếp hàng lấy sổ để được đi đầu thai Và theo dự kiến Thì cô có thể đi đầu thai vào mùng 1 tháng 7 năm sau Vẫn còn hơn một năm nữa những vong hồn đã có thân phận ở địa phủ, không còn được tự do đi lại trên dương gian trừ khi đến rằm tháng 7. Cô bạn tiểu hạ của cô muốn chuyển xuống sinh sống ở âm giới là nhờ vào giấy đăng ký kết hôn của mình thì phải đợi đến cuối năm để hoàn tất các thủ tục chuyển giao, thế nên không thể ở bên cạnh bầu bạn cùng cô. Nhưng cô đã chi 50 tỷ để mua cho tiểu hạ một chiếc điện thoại rồi gửi lên dương gian cho cô ấy để mỗi khi rảnh rỗi, hai người bọn họ có thể gọi điện tám chuyện với nhau. Có một hôm, tiểu hạ nói Hay, nhóc đáng yêu ơi Tớ nhớ cậu quá đi Hay là cậu nói với lão diêm nhà cậu Đưa cậu lên dương gian sống đi Sau khi xuống địa phủ Cô vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương với Diêm Vương. Giá người của anh cực chuẩn, vẻ ngoài điển trai, khía cạnh nào cũng thật sự rất tuyệt. Bạn ý cảm thấy đoạn tình cảm này cho đến lúc cô đi đầu thai cũng không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là dạo gần đây, anh không quay về lại dương gian, khiến cho cô quên bẵng luôn chuyện này. Lão già nhà cô tên là Diêm Nhuệ, nghe đồn rằng xuất thân của anh là nguyên hồn của hỏa kỳ lân thời thượng cổ, về sau trở thành một trong 19 Diêm Vương cai quản âm giới. Buổi tối cô đợi anh tan làm, định nọt lấy lòng. Này, gần đây anh không định sống trên dương gian nữa hả? Anh nhéo cảm cô, vòng tay ôm eo cô, kéo cô ngồi lên đùi của anh. Bởi vì em không thể tùy ý đi lại trên dương gian được. Hả? Tại sao? Cô cười cười, cố gắng thương lượng với anh. Thế thì anh nhận em làm em trai đi, dẫn em trai đi tuần tra trên Dương Gian, không phải cũng là việc công sao? Anh lắc đầu và đáp, "Nếu em có thể lên đấy được thì anh đã dẫn em đi từ lâu rồi." "Hả?" Vạn Ý nghĩ thầm, hóa ra lão già này cũng không có nhiều quyền lực. Có điều vẫn còn một cách để em có thể tự do đi lại giữa Dương Gian và địa phủ ngay vậy cô vô cùng vui mừng. sao anh không nói sớm cho em biết là cách gì vậy? anh xoa xoa vòng eo mềm mại của cô, ánh mắt ái muội và nói: nếu em trở thành cô dâu của Diêm Vương, thì có thể tự do đi lại giữa hai thế giới. cô cạn lời rồi. vạn ý vội vàng thoát khỏi người anh. lão già này, anh nghĩ cô là con nhỏ ngốc nghếch hả? trở thành cô dâu của Diêm Vương, nếu như vậy thì cô đâu có thể đi đầu thai chuyển kiếp được nữa. Nhưng cô muốn được trải nghiệm một cuộc sống thật trọn vẹn, muốn được sống đến bạc đầu. Bạn ý đã hứa với Diêm Nhuệ rằng mình muốn được đi đầu thai chuyển kiếp làm người một lần, khi quay trở lại địa phủ lần nữa thì cô sẽ trở thành cô dâu ma của anh. Diêm Nhuệ đồng ý với lời đề nghị của cô, anh mỉm cười và hôn cô rồi nói: "Được, anh sẽ đợi em." Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện 1. Cô tên Trương Vãn Ý, 18 tuổi, hiện đang học năm nhất Đại học Viện Hóa học, thuộc khoa Hóa học ứng dụng. Sau kỳ huấn luyện quân sự, cô bắt đầu lớp học chuyên ngành đầu tiên, lần đầu tiên gặp giáo viên môn vật hóa. Cô đã yêu thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong thầy ấy khoảng chừng 27-28 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng lịch sự, giá người mảnh khảnh, vẻ ngoài điển trai, cực kỳ điển trai. Có điều không phải là vì nhan sắc của thầy ấy, mà còn là vì cảm giác gặp lần đầu đã thân thuộc mà thầy mang lại. Vạn ý nói với cô bạn thân Vương Hạ cùng cô bạn cùng phòng. Nói thật thì, ngay từ lần đầu tiên tớ gặp thầy ấy, tớ cứ có cảm giác như là mình với thầy ấy là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Cảm giác giống như... Đúng, chính là anh ấy. Anh ấy phải là của tôi. Vương Hạ vừa ăn khoai tây chiên vừa cười, không ngần ngại trêu cô nói. Cậu nên bỏ ý nghĩ ấy đi, còn không phải vì cậu thấy thầy diêm có nhan sắc nên nổi tà tâm hả cần gì phải nói thanh tao thoát tục ý nghĩ thấy sắc nổi tà tâm của cậu làm gì văn ý không phủ nhận nè tớ là con gái không hút thuốc hay uống rượu bia tính ra bản thân cũng có chút nhan sắc mà dĩ nhiên là cô biết diêm nhuệ được công nhận là nam thần số một của trường hai người bọn họ điều này hoàn toàn chỉ là mộng tưởng của riêng cô mà thôi thầy diêm chỉ là một mộng tưởng cô ấp ủ thôi tuy nhiên Duyên phận là một điều rất kỳ diệu. Từ sau ngày hôm đó, cô thường xuyên gặp được anh. Một đến hai đi, ba đến bốn đi. Cuối cùng nam thần hàng đầu này cũng đã thuộc về cô rồi. Ngoại chuyện 2 Tối thứ sáu không cần đến lớp tự học buổi tối. Sau khi chuẩn bị xong, vạn ý xuống lầu đúng giờ đã hẹn trước. Thầy Diêm, nhìn người đàn ông đang đứng dưới lầu đợi mình, giống như một bông pháo hoa, cô nhào đến lòng ngực của đối phương anh mỉm cười, ôm cô thật chặt vào lòng. Hai người bọn họ rời trường, bắt đầu một đêm hẹn hò lãng mạn bên nhau. Diêm Nhuệ là một người đàn ông điển trai, tính tình tuy có hơi độc đoán, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Anh đối với cô rất tốt. Mỗi một ngày hai người bọn họ ở bên nhau, cô đều cảm thấy hạnh phúc đến mức như muốn bay lên tận 9 tầng mây. Vạn ý nghĩ rằng, một người đàn ông như vậy thường sẽ lăng nhăng không trung thủy thế nên luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đến một ngày mình bị phụ tình, rơi vào đau khổ. Tuy nhiên, sau 4 năm ở bên nhau, không có một người phụ nữ nào để ý đến Diêm Nhuệ có thể tiếp cận anh thành công. Vào đêm lễ tốt nghiệp, anh đã cầu hôn cô. Cô hỏi anh, tại sao anh lại thích em? Anh sẽ luôn thích em cả đời chứ? Ừ, anh đáp, bởi vì anh đến thế giới này là vì em. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hài hước và cảm động ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.